Rồi xin chào anh em, hiện tại thì mình đang có mặt tại xã Đắc Tích, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông nhé. Ngày nay thì mình sẽ giới thiệu cho tất cả anh em một cái mảnh đất cũng khá là đẹp, trồng full cà phê và có 50 cây sầu riêng nhé. Trên màn hình là cái đường ranh đất nha cả nhà, đường ranh đất. Có một ngôi nhà với lại có ao hồ và một vườn cây. Đấy, rất là đẹp nhé. Đây là cái hình ảnh ở trên cao, mình sẽ bay ta tà để cho mọi người tham khảo nhé. Đó, cà phê trồng khá là đẹp, ngay hàng thẳng lối nha. Ở nhà có thể nhìn thấy này. Có 1.400 cây cà phê đang cho thu. Còn 1.000 cây là đang còn nhỏ nhé. Tổng là 2.400 cây nha cả nhà. Đấy, tổng. Tổng là 2.400 cây. Trên đất thì có hai cái hồ với lại có máy tưới xe ống đầy đủ hết rồi. Hiện tại thì bác chủ đang 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 tưới ở dưới suối nhé, chứ không cần phải tưới hồ nha cả nhà. Đấy. Mình nhìn ở trên thì cái thế đất nó rất là thoải thoải, rất là đẹp nha cả nhà. Đó. Đó, thoải thoải thôi. Ở phía dưới là nhà nha cả nhà. Trên đất thì có một cái căn nhà xây kiên cố cả nhà. Đấy, căn nhà xây kiên cố rồi. Cái này ở thì thoải mái cả nhà, ở thoải mái luôn. Có điện luôn rồi cả nhà. Xung quanh đây thì nhìn phong cảnh cũng khá là đẹp nha cả nhà. Nói chung cái khí hậu ở trên khu vực trên Đắk Nông thì cũng khá là mát mẻ. Đó. Hiện tại là cái mùa nắng đỉnh điểm ấy thì nó cũng nóng nha. Ý là nó cũng cũng nóng nhưng mà nó nóng cũng vừa phải thôi, nó không nóng quá. Nhưng mà nó được cái là cứ về về chiều chiều về tối là bắt đầu là khí hậu rất là mát. Nhiều khi là lạnh luôn, tối mình ngủ là mình phải đắp chăn nhé. Đó. Một cái khí hậu có thể nói là rất tuyệt vời. Tại mình ở trên Đắk Nông cũng khá là lâu rồi và mình biết được những cái điều này cả nhà. Đó. Ở trên Đắk Nông khá là lâu và mình cảm nhận được, thật sự là mình cảm nhận được những cái điều này. Tại vì mình đi cũng khá là nhiều nơi nhưng mà mình thấy là Đắk Nông là cũng khá là ổn định. Đấy. Đắk Nông khá là ổn định. Mặc dù là cái thế đất có thể là nó gập ghềnh, sông suối ao hồ đấy, rồi các cái đập thủy lợi ấy, rất là nhiều đấy, cho nên là cái địa hình nó có thể là gập ghềnh gập ghềnh gập ghềnh đó. Nhưng mà cũng có một số cái mảnh đất thì nó cũng khá là đẹp nha cả nhà, khá là đẹp. Có nhiều mảnh đất bằng nha, đấy có nhiều mảnh đất bằng nhưng mà tương đối, khu vực tương đối là nó thoải thoải thôi, chứ nó không không có bằng hẳn nha cả nhà. Đấy, nó không bằng hẳn. Đường xá thì cũng tương đối là thuận tiện nha cả nhà, rất là thuận tiện luôn, ô tô vào tận nơi. Tại vì di chuyển hoàn toàn bằng đường bê tông luôn. Đấy, di chuyển hoàn toàn bằng đường bê tông. Có một cái là cái đất của chúng ta thì lại cách đường bê tông chắc chỉ tầm 20 mét thôi. Đấy, 15 đến 20 mét thôi cả nhà. Nó từ đường bê tông nó có cái ngã rẽ vào rồi tới đất của mình nhá. Đấy, nó có ngã rẽ vào rồi tới đất của mình. Xíu nữa thì mình sẽ xuống phía dưới để cho mọi người cùng tham khảo luôn nhá. Đó, xíu thì mình sẽ xuống phía dưới cho mọi người cùng tham khảo. Khu vực này thì cũng có dân cư sinh sống rồi, nhưng mà nói chung là nó hơi thưa một xíu. Nếu mà để mà đông hẳn ấy, khu đông dân cư luôn đấy, thì nó nằm tầm 1 cây rưỡi số. Đấy, cách khu đông dân cư là 1 cây rưỡi số. Cách đường tỉnh lộ 681 là 2 cây 7 số và cách trung tâm xã và tất cả các nhu cầu thiết yếu thì nó nằm tầm 5 km nha quý chị. Đấy, 5 km. Nói chung đường xá thuận tiện và đi lại cũng khá là dễ dàng. Khá là dễ dàng. Vừa rồi là những cái hình ảnh ở trên cao nha cả nhà. Bây giờ là mình sẽ nói về những hình ảnh phía dưới. Đây là cái mặt đường bê tông này. Đó, mặt đường bê tông đây. Và ngôi nhà của chúng ta trong đây. Đấy. Cách tầm 15 20 m thôi cả nhà. Đấy, nó cũng khá gần. Đây đường bê tông này. Đấy. Mình chạy vào đây thì mình vào tới cái căn nhà của chúng ta luôn.
căn nhà xây nhé, căn nhà xây trước mặt đã có điện đầy đủ hết rồi. Đấy, nhà điện đầy đủ hết rồi. Với cái căn nhà này thì mình làm lẫy ở đây thì mình ở thoải mái cả nhà, mình ở thoải mái luôn. Cho nên là anh em không phải lo về cái việc gọi là chỗ ở nữa nhá. Đấy, mình mua đất thì có sẵn nhà ở. Tuy là cái căn nhà nó nhỏ thôi, căn nhà nhỏ thôi nhưng mà ở thoải mái nha cả nhà, ở thoải mái nha. Đó, bên hông có cái kho nữa, có kho bếp rồi, đằng trước là nhà. Đó, bên giáp xanh mình thì có một cái con đường này chạy xuống dưới hồ luôn cả nhà. Đấy, con đường chạy xuống dưới hồ nữa nha, giáp xanh với bên hàng xóm. Đó, cả nhà có thể thấy. Đấy, khu vực này là cà phê nhé, cà già nhé cả nhà. Tổng số cây là 2.400 cây. Tổng số cây là 2.400 cây, trong đó có 1.400 cây là cà già, cà đang cho thu hoạch, rất là ok nhé. Còn lại là cà nhỏ nha cả nhà. Đấy, còn lại cà nhỏ. Và có tầm 50 cây sầu riêng nhé. Chiều nữa thì mình sẽ quay tới cây sầu riêng để mọi người tham khảo nhé. Đây, cây sầu riêng đây. Cái gốc sầu riêng này, sầu riêng khá là đẹp cả nhà. 50 cây như thế này, năm thứ tư rồi cả nhà. Đấy, sầu riêng năm thứ tư rồi. Ở đấy là cà phê trồng sen sầu riêng. Đấy, cà phê này thì tương đối đẹp cả nhà, tương đối đẹp luôn. Đó, cả nhà có thể thấy trái này. Vừa nãy ở trên cao thì mọi người có thể thấy được là cái thế đất ở trên cao nhé. Và giờ là mình quay cái thế đất ở phía dưới để cho mọi người tham khảo luôn này. Đấy, cái thế đất này. Đó, này, rất là đẹp cả nhà. Rất là đẹp luôn. Và có những cái đoạn thì nó thoải thoải nhé. Đấy, có những cái đoạn thoải thoải. Nói chung là nó có đoạn bằng, đoạn thoải, rồi đoạn lại. Nói chung là rất là đẹp. Đấy, thế đất thì ok. Thế đất thì mình thấy là khá là đẹp. Tại vì nó vừa đủ cái độ để thoát nước nhé. Nó không bị ngập úng nha cả nhà. Đấy, cà phê này. Đấy, cà phê sầu riêng. Nói chung mảnh vườn này thì cây trồng cũng khá là đẹp. Nếu như là anh em mà đi xem ấy thì mình sẽ thực tế hơn nhé. Đó, thường thường như mình nói ở trên kênh thì nói chung là mình cũng nói hết những cái sự thật rồi, hết những cái điểm mạnh điểm yếu của những cái nốt đất rồi. Nhưng mà tại vì mình nói là theo cái cách nhìn của mình thôi. Đấy, mình nói theo cái cách nhìn của mình thôi. Còn để mà anh em xác định được một cái nốt đất, ví dụ như mình xác định mình mua một cái nốt đất ấy, thì mình phải tới trực tiếp để mình có thể mình nhìn trực tiếp cái mảnh đất đấy luôn. Đấy, mình nhìn trực tiếp cái mảnh đất đấy luôn và mình cảm nhận nhá. Đấy, mình cảm nhận. Ví dụ như mình thích thì mình phải xuống tiền nhá. Đó, mình thích. Tại vì thường thường mình làm những cái gì mà mình không thích thì mình rất là khó làm như vậy nhỉ. Rất là khó làm. Cho nên là mình phải thích đã. Nhưng mình nói đây thì thật sự là mình không dám nói gì nhiều. Nhưng mà thật sự là mình nói thì nó phải được tầm 80%. Đấy, 80% là theo cái cảm nhận của mình. Là mình nói thì mình cũng nói tất cả rồi. Đó, chỉ được tầm 80%. Còn 20% còn lại là anh em phải đi xem trực tiếp nhá. Đó, anh em đi xem trực tiếp thì sẽ hay hơn rất là nhiều. Có những cái tình trạng gọi là anh em cứ chuyển tiền đấy nè, chuyển tiền lên. Nhưng mà thật sự là mình rất là ngại các cái vấn đề gọi anh em chuyển tiền lên cọc. Thà như anh em đi coi cái mảnh đất đấy rồi ấy, về nhà suy nghĩ bàn bạc gia đình. Đấy, bàn bạc gia đình là quyết định lấy thì có thể gửi lên để mình có thể hỗ trợ được nha.
Còn thật sự là anh em cứ gửi lên mà mình lại đi, ví dụ như mình đi làm cọc mọi người nên mà không thấy ưng ý, cho nên là mình rất là ngại những cái vấn đề này. Giờ mình bán đất ở đây á, mình bán đất ở đây thì mình không phải là nói chung cái tiền hoa hồng thì mình vẫn cần để mình nuôi con cái của mình, nhưng mà nó không phải là tất cả đâu mọi người, nó không phải là tất cả đâu, mà nó phải là cái sự ưng ý của anh em đấy, cái sự ưng ý của anh em đối với những cái lô đất. Làm sao mà anh em vào mua những cái lô đất là anh em phải vui vẻ đấy, anh em phải vui vẻ thì mình mới vui được nha, đó mình mới vui được. Chứ còn thật sự là nếu như anh em mà mua những cái mảnh đất mà anh em không cảm thấy vui vẻ, anh em còn cấn cấn một cái vấn đề gì đấy thì thật sự là mình cũng là người thấy có lỗi nha, là mình cũng rất là áy náy, cho nên là mình không không muốn nhận những cái tiền gọi là để đi đặt cọc cho anh em đâu. Đấy, thật sự là như vậy. Tiền thì ai cũng cần, nhưng mà thật sự cái nguyên tắc của mình là như vậy. Phía dưới đây là ao nhá. Đó, phía dưới đây là ao. Cái nguồn nước thì cũng khá là dồi dào nha. Ở trên trên đất thì bà chủ không cần phải tưới bằng ao luôn. Đấy, không cần phải tưới bằng ao luôn. Tại vì ngay phía dưới cách tầm 100 mét ấy, là có một cái suối, suối không bao giờ hết nước, cho nên là bà chủ tưới ở dưới suối nha. Đấy, trời ngày mưa cũng như ngày nắng thì không bao giờ hết nước nha cả nhà, cái suối đấy không bao giờ hết nước, cho nên là tưới thoải mái luôn. Mà chúng ta biết rồi đấy, làm nông nghiệp thì chỉ cần cái nguồn nước nó dồi dào là ok cả nhà, nguồn nước dồi dào thôi. Và cái thứ hai đấy là cái chất đất, ví dụ như chất đất có tốt cứ mấy thì tốt, nhưng mà không có nguồn nước là mình thua đấy, không nguồn nước là mình thua, cho nên là cái nguồn nước cực kỳ quan trọng, nguồn nước cực kỳ quan trọng, và chúng ta phải ưu ái cái nguồn nước đầu tiên đấy. Mình nhắc đi nhắc lại anh em là khi đi mua đất thì vừa để ý cái nguồn nước đầu tiên là cái điều gọi là tiên quyết cho cái mảnh vườn của chúng ta đấy. Đấy, sống còn nha. Đúng không mọi người? Còn tất cả các cái khoảng cách từ cách khu đông dân cư bao nhiêu, rồi cách đường tỉnh lộ bao nhiêu, cách ủy ban xã, rồi cách những cái trung tâm bao nhiêu. Đấy, là những cái đấy là mình đều đo đạc rất là kỹ nha cả nhà. Mình đều đo đạc rất là kỹ, cho nên là mọi người yên tâm. Đó. Còn không phải là mình cứ đo đo 5 km mà mình nói có 2 cây rưỡi số, nó không phải cả nhà. Đấy, mình nói chính xác để cho đỡ mất công anh em đi lại nhé. Đấy, vất vả. Vất vả đối với anh em cũng như là vất vả đối với đội nhóm của mình, đối với những người anh em của mình dẫn đất, hoặc đối với chính cái bản thân của mình luôn. Đấy. Cho nên là anh em cứ yên tâm về cái khoảng cách. Rồi cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi video này. Cái mảnh đất này là bán với cái giá là 2 tỷ vẫn đang còn thương lượng nha. Đấy, nhà quan tâm thì có thể gọi điện trực tiếp nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.